người. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành nha. Thì hôm nay, ở cái video clip ngày hôm nay, em sẽ chia sẻ với tất cả mọi người về insulin, vai trò của insulin đối với sự phát triển của cơ bắp. Và cái những cái tinh bột hấp thụ nhanh có thật sự là xấu như chúng ta đã nghĩ hay là không? Cái bài chia sẻ về insulin ngày hôm nay em sẽ chia thành 3 phần. Phần thứ nhất đó là định nghĩa khoa học của insulin. Phần thứ hai là cơ chế hoạt động và vai trò của insulin đối với sự phát triển của cơ bắp. Và phần thứ ba là một cái phần rất là quan trọng, là em sẽ chia sẻ với tất cả anh em cái thời điểm nào trong ngày là insulin hạ thấp và cách nạp thức ăn như thế nào để làm tăng cái lượng insulin lên, để cái cơ bắp của mình được phát triển tối ưu và hạn chế tối đa cái việc mà bị tích mỡ. Em sẽ cùng tất cả mọi người vào phần thứ nhất, đó là phần định nghĩa khoa học của insulin nha. Insulin là một loại hormone tự nhiên được tạo ra bởi tuyến tụy kiểm soát mức độ glucose trong máu. Insulin cho phép tất cả các tế bào sử dụng glucose làm năng lượng. Các tế bào không thể sử dụng glucose mà không có insulin. Insulin rất cần thiết cho quá trình chuyển hóa carbohydrate và điều chỉnh nồng độ glucose trong máu. Đó là một cái định nghĩa khoa học nghe có vẻ rất là hàn lâm và sáo rỗng, nhưng thực chất insulin là một hormone tăng trưởng được tiết ra từ tuyến tụy. Và khi chúng ta nạp thức ăn vào, đặc biệt đó là những thức ăn có chỉ số GI cao, là những thức ăn hấp thụ rất là nhanh. Và khi mà chúng ta nạp thức ăn vào thì sẽ kích thích tuyến tụy tiết ra hormone insulin. Và insulin được đẩy trực tiếp vào trong máu và sau đó đến tất cả các mô, mà trong đó là có mô cơ. Chúng ta sẽ vào phần thứ hai, đó là cơ chế hoạt động và cái vai trò của insulin đối với sự phát triển của cơ bắp. Khi mà insulin đến mô cơ, insulin là một chuỗi các axit amin, nhưng mà nó không có đóng vai trò trực tiếp đi nuôi cơ bắp giống như các axit amin trong protein, mà nó giống như là một chiếc chìa khóa để mã hóa, để báo tín hiệu, để mô cơ mở cửa cho các dưỡng chất vào. Các dưỡng chất như là protein, thì trong protein thì có 9 axit amin là đi nuôi cơ bắp, còn 11 axit amin còn lại thì đi nuôi các bộ phận nội tạng ở trong cơ thể. Và thứ hai đó là chất khoáng và vitamin. Thứ ba đó là chất xơ. Thứ tư là các chất béo tốt như là fish oil. Và nó cũng đồng thời là chất béo xấu nó cũng đi vào luôn. Nó cũng đi vào luôn. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta phải biết kiểm soát cái nồng độ insulin ở trong máu của mình, để mà hạn chế cái việc bị tích mỡ và cái cơ bắp của mình được phát triển một cách tối đa nhất có thể. Để cho dễ hiểu hơn thì em sẽ lấy ví dụ là cái chỉ số nồng độ insulin ở trong máu là như cái cột đèn giao thông vậy đó. Còn khi mà chỉ số insulin tăng cao đó là khi mà bật đèn xanh, còn chỉ số insulin thấp đó là đèn đỏ. Và những cái tế bào cơ, những cái sợi cơ là giống như những cái người công dân ở trong cái thành phố đó. Và những chiếc xe tội phạm là những cái chất béo xấu, còn những chiếc xe công vụ để mà giúp ích cho người dân ở trong thành phố đó là các dưỡng chất như là protein, vitamin, chất khoáng, chất xơ. Thì khi chúng ta bật đèn xanh thì tất cả đồng loạt các xe đó, cả xe công vụ và xe tội phạm, nó sẽ ùa vào trong thành phố. Và những cái xe công vụ thì sẽ làm việc tốt giúp cho người dân, còn những cái xe tội phạm thì sẽ gây cái việc tích mỡ, là làm việc xấu. Thì một xíu nữa em sẽ chia sẻ với tất cả anh em cái việc mà bật đèn xanh và đèn đỏ một cách thông minh nhất để hạn chế cái việc tích mỡ và cơ bắp được phát triển một cách tối ưu nhất có thể. Em sẽ vào cái phần thứ ba, đó là cái thời điểm nào ở trong ngày á, là cái lượng insulin xuống thấp. Và khi mà nó xuống thấp á, thì nó gây ảnh hưởng như thế nào đến với sự phát triển của cơ bắp, và làm thế nào để mà kiểm soát cái nồng độ insulin ở trong máu một cách tối ưu nhất có thể.
nồng độ insulin mà xuống thấp thì cái vấn đề, cái điều gì sẽ xảy ra đối với sự phát triển của cơ bắp? Thì khi nồng độ insulin xuống thấp, tức là đèn đỏ, mà những chiếc xe công vụ làm việc tốt, đó là những cái dưỡng chất như là protein, whey. Anh em cứ chú trọng vào là hôm nào cũng phải là whey, hôm nào cũng whey, nhưng mà không bao giờ để ý tới là nó đã bật đèn đỏ, nó có đèn đỏ thì không bao giờ mà những cái dưỡng chất đó nó đi vào được. Nó cứ đứng nó kêu anh ơi mở cửa cho tôi để tôi đi vào phục vụ nhân dân, để phục vụ nhân dân. Nhưng mà nó đâu có mở cửa đâu, tại vì thì như thế thì làm sao mà cơ bắp của mình nó phát triển được. Thì có rất là nhiều anh em mới hỏi là ủa vậy thì khi nào mà cơ thể của tôi bật đèn xanh, mà khi nào thì bật đèn đỏ để mà tôi biết, để mà tôi nạp vào, đúng không ạ? Thì bật đèn đỏ trong ngày, hai cái thời điểm ở trong ngày mà cơ thể của mình bật đèn đỏ lượng insulin xuống thấp nhất, đó là vào buổi sáng trước khi ngủ dậy và sau khi tập. Tại vì trước khi ngủ dậy á, trong một cái khoảng dài anh em ngủ và nó tiêu thụ hết cái năng lượng rồi thì sáng dậy là rất là đói bụng, đúng không ạ? Và sau khi tập á, thì có rất là nhiều anh em tập nặng nè, những anh em đang siết cơ á, là tập rất là nặng và rất là mệt. Nhiều anh em là phải bò về, phải lết về luôn chứ không có thể nào mà có thể là đi được luôn á. Em thấy là như vậy luôn, ở bên phòng tập là rất là nhiều người như vậy luôn. Thì khi cái cơ bắp của mình mệt, khi mà mình mệt, cơ bắp của mình mệt, mà chúng ta khi nào cũng nạp whey, nạp dưỡng chất, protein, vitamin, chất khoáng, chất béo tốt vào á, thì nó đâu có cái bật đèn đỏ mới tiêu rồi thì kêu anh ơi mở cửa cho tôi để tôi đi vào phục vụ nhân dân, mở cửa cho tôi. Nhưng mà đoạn này bật đèn đỏ rồi, đâu có đi vào được đâu. Thì khi mà mình nạp bao nhiêu, cơ bắp mình không to là tại vì như vậy đó ạ. Và chúng ta phải nạp như thế nào? Thì sáng mới ngủ dậy và sau khi tập á, thì chúng ta nên nạp một ít cơm trắng. Hoặc là một em thấy người ta cũng hay ăn dưa hấu, dưa hấu cũng rất là ngon, thì mình cũng có thể là sử dụng dưa hấu hoặc là trái cây mà ngọt ngọt một chút để làm tăng cái lượng insulin của mình lên, để bật đèn xanh, để những cái dưỡng chất đó đi vào. Và chúng ta phải nạp như thế nào để chúng ta không bị tích mỡ? Thì ví dụ như mà nạp cơm trắng, đúng không ạ? Thì chúng ta nạp một chén thôi, nó đủ với cái lượng của cơ thể mình thôi. Chứ nếu mà nạp một chén là nó đã đẩy cái lượng insulin của anh em tăng cao để mà những cái dưỡng chất đi vào rồi. Còn anh em nạp đến chén thứ hai, thứ ba, thứ tư, ăn cho no luôn á, thì đó nó sẽ biến thành chất béo. Và đó là những chiếc xe tội phạm đó, hồi nãy em có ví dụ rồi ha. Thì nó sẽ đi vào luôn và nó sẽ làm cho cơ bắp của mình có mỡ đó, nó bị tích mỡ. Và em chia sẻ một cái câu chuyện vui như thế này là có rất là nhiều anh em ở trong phòng tập á, hỏi cái em vận động viên, tại vì ở trong phòng em á, cũng có một cái em vận động viên đi thi đấu. Thì mấy cái em kia mới hỏi là ủa anh ơi em uống cái gì để mà nó siết cơ, em uống cái gì để cho nó đẹp, để mà em lên sàn thi đấu nó khô nhất có thể. Thì em mới kêu là em uống mát đó mấy đứa, chứ em đâu có uống gì đâu. Mà nói là trôn vậy thôi, chứ là cũng là thật sự anh ấy có uống mát đó. Mục đích của anh ấy uống mát là gì? Là đẩy cái lượng insulin lên cao. Nhưng mà anh ấy phải biết kiểm soát cái nồng độ insulin của mình và hiểu cái cơ thể của mình, cảm nhận cái cơ thể của mình để nạp một cái lượng mát nhất định, có thể ít thôi, để mà đẩy cái lượng insulin lên và không có bị tích mỡ, mà cái cơ bắp sẽ phồng lên, sẽ to lên để mà đẹp, để mà đi thi đấu. Và trời ơi khá nổ luôn anh em ơi. Thì nếu mà anh em thấy cái video clip ngày hôm nay á thật sự hữu ích á, thì anh em hãy like, share và subscribe kênh của em nha. Và em có để cái link mua hàng ở phía dưới, nếu anh em có nhu cầu thì hãy ủng hộ em nha. Yêu tất cả mọi người nhiều. Tạm biệt.